em đã chi gần 2 củ để mua cái thùng này nè mọi người. Bây giờ cùng em bắt thử với em xem bên trong nó có gì nha mọi người nha. Có 6 hộp. Wow. Cái này nó giống như là Skull Panda mọi người, nhưng mà cái phiên bản này là nó cũ bên khác và nó rất là to nha. Cái này của hãng Kimon. Ở đây nó sẽ có 6 box. Cái bộ sưu tập này á là nó có tổng 8 em lận, có nghĩa là nó sẽ có 2 em secret. Hy vọng là hôm nay em sẽ mở ra được secret. Mấy cái bé ở trong đây rất là dễ thương nha, nên là em mới quyết định là em bỏ ra 2 triệu để em sưu tập bộ này luôn. Một bé màu hồng mọi người. Bé thỏ nha. Đây là một cái túi người ta bỏ ở trong đây thế này. Trời ơi dễ thương quá nhở. Ôi xinh quá. Xinh chưa? Hôm nay nó sẽ cho mình một cái cây kim để mình gắn lên tóc cho mấy bé. Bây giờ quên. Ôi ôi cưng của mẹ. Mẹ nó cũng có một kiện luôn, đó là một cái băng dán đầu. Tức là bị ai quấn xong rồi bị xinh đầu rồi dán cái băng dán lên đầu nè. Trời ơi không biết có xích rất là mạnh. Đã làm giả mang luôn á. Cái bộ sưu tập này có mắt người ta làm rất là đẹp luôn mấy chị. Thực sự luôn cái bộ này con đã thấy rất là xinh luôn đó mọi người. Bé này bé mèo nha, bé này màu vàng nha. Secret, cái nào phải secret, cái này là Kitty, bé mèo, bé mèo các bạn rồi.